Hello, xin chào các bạn, mình là Mối Công đây. Hôm nay mình sẽ review một cái sản phẩm đến từ Xiaomi. Vâng, các bạn có thể thấy đây là cái hộp của nó, Lucky Me. Với cái hộp này thì mình sẽ có bên trong, chỉ duy nhất bên trong. Các bạn có thể thấy là đó là cái vòng đeo tay. Vâng, một cái hộp bông rất mềm mại, một chiếc vòng rất là đẹp. Và bên trong có những cái gioăng cao su sơ cua để mình giữ được cái vòng đấy. Rồi mình sẽ sâu một chút cho các bạn. Với cái vòng này mình thấy xung quanh cái vàng này mình không biết là vàng bao nhiêu K. Tuy nhiên là nó không phải là vàng 100%, vàng này mình đoán khoảng 12K. Và có đoạn bọc đầu như thế, dây da khá là nhỏ. Có hai loại vòng, một loại thì dây nó một vòng như này, có một loại nó thêm một vòng nữa ở đằng sau này. Đó. Autofocus kém quá các bạn. Mình sẽ để đây để focus dễ. Đó. Và đó. Tất cả những gì mình có đó là một cái vòng đeo tay đến từ Xiaomi. Lý do vì Xiaomi là cửa hàng của Xiaomi, tất cả những sản phẩm cửa hàng Xiaomi đều có logo của dọc pin này. Các bạn thấy không? Hãng là hãng Lucky Me. Đó, dọc pin. Quét mã QR này sẽ ra cửa hàng ha. Đó. Và mình sẽ đeo lên tay cho các bạn xem ha. Tuy nhiên là cái quần áo mình mặc hôm nay á, nó sẽ không được chuẩn cho lắm về cái vấn đề mình sẽ đeo lên tay để cho các bạn thấy nó nằm trên tay sẽ như thế nào. Vâng, đây thưa các bạn. Không biết các bạn có nhìn thấy cái cổ tay, vòng tay mình đây không? Và nhìn thấy nó khá là nhỏ so với tay mình. Và khá là ấn tượng. Có một cái logo của Lucky Me ở đây, rất là nhỏ, hình bốn cái cánh, hình bốn cái trái tim ghép chồng vào với nhau. Nó giống ở trên này. Hình bốn cái trái tim. Các bạn có thể thấy bốn cái trái tim ở đây. Với cái tim này thì nó cũng được khắc nhỏ ở trên này. Rất là sắc sảo. Ở đây cái chốt của nó cũng bằng vàng đồng luôn. Thì cái vàng đồng, màu vàng đồng này mình rất thích. Tại vì bản thân mình có thể ở nhà mình có treo một cái hồ lô bằng vàng đồng như này, thì đúng cái vàng đồng này luôn. Cái hồ lô này nó cũng đến từ Xiaomi. Và nó có cái đá này luôn. Giá nó cũng rẻ thôi, các bạn mua kèm nhau thì giá cũng rẻ rồi. Đây combo tuyệt vời cho màu vàng, cho những bạn cuồng màu vàng. Mình rất thích màu vàng, màu vàng tượng trưng cho quyền lực. Đó, đây là cái hồ lô treo trên xe ô tô, phát ra tiếng khá là vui tai. Đó, các bạn có thể thấy sự tương đồng giữa cái màu vàng đồng này, nó là mạ vàng thôi, gọi là vàng đồng. Ok, cảm ơn mọi người xem video review. Đây là sản phẩm của đến từ Xiaomi. Ở đây là mình sẽ đeo nó luôn. Peace, cảm ơn mọi người xem video.